nhiều đâu ba ơi, ba xem đi. Ôi trời ơi, trúng thưởng nhất là cả đời túi cũng chứa cái mố mà chỗ sổ tiền nhiều thì ông thật sự này. Trời ơi, đừng có 10 ngàn hàng ông ạ, đúng vậy thì thưởng á. Thưởng thật đó. Này, như vợ chồng mình ấy, là đổi đời rồi nhá. Mà đóng cuộc đời của túi ấy, cho đến bây giờ ấy, mới có hắn lần trúng thưởng. Trúng thưởng chí? Lần thứ nhất là ba đồng ý cưới túi đấy. Mà bây giờ á là vợ chồng mình sao mượn tiền cho nên hoán bài. Tôi nói thật lòng ơi, bà ơi. Tôi nói thật lòng không tin người ta nghĩ gì. Ừ thầy, nhắc đến bậc đức nhà mình ấy, là tôi cứ thấy buồn. Nhà nước ấy, đền bù giải tỏa mặt bằng mục đích là để mở rộng con đường huyết mạch của huyện. Cả thổ ấy, thì là đồng ý nhận tiền đền bù. Riêng bậc đức nhà mình ấy, là dứt khoát là không. Bực, bực không có gì để bực hơn được. Em cũng bực lắm. Chào hai bác. Ồ, chào Hiên Bí Thư Chi Bộ. Dạ. Ồ Hiên Bí có việc gì không ạ? Báo cáo với hai bác, bên đưa em đến đây thay mặt Chi Bộ và ban công tác mặt trận cảm ơn hai bác đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nên vô giải phóng mặt bằng. À dạ. Và em cũng muốn tìm hiểu thêm lý do vì rằng bác Đức cử khăng khăng công trình nghề nên vô làm ảnh hưởng đến đội dự án. Nói thật với họ là bà ấy ghế khó khăn không phải vì tiền mô ạ. Không phải vì tiền mô ạ. Rồi thì biết rằng mà bác Đức từ khăn không tiền tin vô rồi bác. Cái chính á là bà ấy muốn giữ lại cái vườn bưởi quý. Vườn bưởi quý nhà túi được đó. Được trong cái thời cả cô nhà túi để lại. À thì ra là em hiểu rồi. Bậc Sơn, bậc Hiến này, hai bác là chỗ anh em được thịt rồi bác Đức. Dạ. Em mong hai bác cùng với chúng em tiếp vận động thuyết phục bác Đức để có kịp tiến độ dự án. Hồi yên tâm, vợ chồng của tôi ấy, sẽ cố gắng khuyến giải, thuyết phục bạn ấy. Rồi vợ chồng bạn ấy hiểu ra cái lẽ phải đó ạ. Rồi thì tốt quá, được hai bác giúp đỡ, em tin là có kết quả tốt. Còn bây giờ em xin phép hai bác, em cùng với anh em trong tổ công tác đến nhà bác Đức vận động tiếp. Em đi hai bác nha. Rồi chào ông nha. Chào ông nha. À, ông Sơn này, ông là em gái bạn ấy thì ông phải lừa thôi để mà nói chuyện với bác ấy, bác ấy hiểu. Túi là em giấu là có nói chí là ông nó cũng nghe mất à. Nhọc thật. Nhà nước triển khai dự án thực hiện đúng quy trình, tổ chức họp với dân công khai minh bạch. Lúc họp ấy thì bạn ấy có ý kiến gì mà em thấy rứa. Bây giờ người ta thực hiện dự án thì bạn ấy liền đúng đúng phản đối, thật không thể hiểu nổi được. Mà hôm qua túi sáng nhau bạn á, là túi thấy biệt bạn đã chuẩn bị cái gì mà trông thái độ có vẻ dư tơn lắm, không khéo lại chuẩn bị vũ khí để chống ngơ thế anh cổng chế cũng nên đó mà. Cái gì? Chuẩn bị vũ khí à? Vũ khí rứa đó. Để bắn tí để chống đổi với chính quyền à? Nó lè nến. Trời ơi, tao cái bạc ấy lên dài nữa không biết. Thì em cũng thấy bạc ấy dài đó. Ừ, túi dài. Bạc. Chú mưa thì khút. Bà nghe nói bữa đi, chú mưa đi nhận tiền để bù về đúng không? Dạ. Được nhiều tiền lắm hơi. Dạ, báo cáo với bạc là nhà em cũng được đền bù 5 triệu bạc ạ. À. Chú Sơn này, tôi nói cho chú mưa biết này. Biết tôi với chú mưa có anh em ruột thịt gì được không chứ? Người quỷ kia của ông cha ta để lại mất công vun trồng nắm một cỗ sái vào một, bây giờ đền bù thì vườn bưởi kia sẽ trở thành một đống bụi khô. Đáng lẽ phần làm gốm của cháu chú mình đông lòng với tôi chứ đang đi đi chú phải có cháu hộ quyền cho ta là không. Em biết
cái vườn bưởi của các cụ để lại là rất quý, nhưng bởi gió là một sống đi lên hương cần cao hơn rồi biết đất mưa ta nên lên bổ tay còn không xây dựng quê hương để tan đổ quê hương đường giao thông rộng mở mới đi lại giao thương thì sợ không những gì cả chúng mà trong những lần tiến lên khu bạn đến nhân bậc đứng này bạn mà cứ chống đối thế này ăn được không? Rồi đến khi người ta đến thi hành cường chị không khéo bạn thì tặng tay đó mười lý mất tặng nó mất tặng nó đi con lấu nhá tù đưa nào giả định chặt vương bưởi nhà tao dù chỉ có một phần thằng già này quả tuyệt giàu đến cũng mà tự nhiên tưởng quá trả thằng già đi thì ngồi làm đi nha hả những đây là chủ trương của nhà nước mình là người dân mình phải chấp hành chứ bà chấp hành chấp tỏi có gì tủ sớ có túi được không bác Đức bao nhiêu là vụ chống đối đều bị nhà nước xử lý nghiêm khắc. Đã thế là con mang lại những cái điều tiếng không hay cho con cháu dòng họ nữa. Em mong bà có suy nghĩ lại bình tĩnh để khỏi tránh ra những cái điều không hay bạn ạ. Thật ra đây chắc người vừa bỏ vân bữa nhé em cũng tiếc lắm. Những vì sự phản quyền của quê hương bạn đến nhận tin tin cung thôi. Bác cháu mặt bác cho người thẳng bác Tù giờ đi nói chứ giọng gật cổ ấy đúng là nổi giáo nổi giặc ôi rắn bà cứ nói giữa tôi nói cho tù người biết này tôi mày là kẻ hạt tiên tiên có thể mua được đất đai nhà cửa nhưng không thể mua được những cái thứ kỳ vật mà ông ta đã để lại các ngươi là hiểu rõ chưa hả chào bà cả nhà chào bà cả em và quân cứ thích hơn cứ kiếm đi còn ngày quá nha bác để các ngươi đến mà chín để bắt tôi đi tôi đi kia bác bác cứ bình tĩnh có khó khăn gì chúng ta cùng nhau bàn bạc giải quyết bác ạ không giải quyết chứ cả thôi bác lại ngồi đây không ngồi đây để cả bác đã có nói cho nhiều lần không ngồi anh Đức này tuyến đường huyết mạch của huyện nha sau khi hoàn thành không những mang lại bộ mặt khang trang mà còn thuận tiện cho nhân dân giao thông đi lại phát triển kinh tế anh ạ tổng lại là đặc ngươi từ đây thu hồi cuộc tiền đấy của tôi nhìn nói với đặc ngươi đến này tôi sẽ tiền đầu đến tôi đền tôi mà đất ơi trong khi em đã nói như giữa là hình ngừa kể cãi luôn nếu như bà con đã hiểu đó thì không đánh với em nữa là tôi sợ tôi dám tôi dám bác lên thôi anh Đức thời chiến tranh anh em mình cùng chung một chiến hào trên bờ dưới đại còn nhớ Trần Quyến Từ năm 1972 khi anh bị thương những anh đào Việt đất bằng máu xin được ra chiến trường để chiến đấu bảo vệ thành cổ bảo vệ quê hương đất nước tình mạng mình anh có trả tiếc lẻ nào đâu anh là tiếc vườn nữa tuyên thống vang trống thương sáng tự hào là người lính đào bào sinh ra từ nay trở về hậu phương luôn luôn gương mẫu xây dựng xóm làng anh hùng tiền phong chả lẽ giờ đây mấy gốc bưởi trong vườn mấy chục mét vuông đất vườn mà bạc bờ vì lợi ích quốc gia vì quê hương giàu đẹp gây khó khăn cản trở việc chung chú quân à chú nói đúng
vì độc lập tự do của đất nước, tôi đã góp tiếng máu xương tính mạng của mình. Việc mở con đường này, đáng lẽ tôi là người tiên phong, gương mẫu đầu tiên, nhưng vì ích kỷ của bản thân mà tôi không suy nghĩ cho cộng đồng. Tôi đã thẩm luận rồi, bây giờ tôi sẽ cùng với mọi người sẽ lên ủy ban báo cáo với ủy ban để nhận lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng, và tôi sẽ xin hiến thêm phần đất của mình cho tuyến đường ta thêm thẳng thêm đẹp nhé mọi người. Thiên vinh quá mọi người à, nào bằng đức tao.